Không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quát thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á. Khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á. Lớn già đầu mà y như con nít vậy đó. Dạy hoài không được. Chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. Từng giờ tôi thử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện đâu. Tới 10 nó nghe chữ 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Tàn hình mất rồi. Mười. Dạ có mặt. Hiện hình. Trời đất ơi trời. Phải bà không vậy bà đen? Tôi. Tôi hả? Ừ. Trời ơi. Nhìn một hồi cái kia. Đó ăn mặc như vậy nè. Y như con nít vậy. Tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa? Tôi 13 á? Trời đất ơi. Trời ơi có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu. Thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Đâu 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị hai. Chị có chồng rồi chị hai ơi. Làm ơn đi. Khôn ra giùm tôi chút xíu đi. Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra hả? Đâu ở dưới bếp đâu? Chờ đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ở ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà? Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong? Chưa xong? Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi. Có nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ. Vừa ôm con gà vừa đi. Làm gà phải nhúng nước. Ra tới bờ ao. Quên chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi. Bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước. Cái bà ngốc lên. Tôi nhúng nước bà ngốc lên. Bà không chết. Chết sao được chết bà. Trời ơi cái nước lạnh tanh nó phải ngóc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch 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 đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch 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 vậy đó. Cái tôi tức quá. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bà cười sằng 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 sằng. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu không? Gà mà nhìn nó say đắm. Trời ơi nó đau quá nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ừ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật 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 cọng cọng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà dù nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời có con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rượt theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Trời ơi. Cả sớm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi. Trời ơi sớm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn đó cũng khùng lắm rồi đó. Nè bà rượt theo rồi sao? Đậu ơi. Vậy. Cái bà gà này á con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mắc nết? Ở chuồng ở trần chạy vòng nhông nó qua đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Vậy gì? Bà giặt hết bà gắn lên đầu bà kìa bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè, đây nè, đó đó y như là bà đi viên người thấy không? Thấy rõ ràng không? Trời ơi vậy na. Vậy na, vậy na. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Cái gì? Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Cái bà mắc cỡ. Bà làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Che lại vậy. Ê, các bà. Gà bà lấy tay che hai cái cánh của nó đó bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Hai cánh cũng như hai tay thôi. Rồi sao nữa? Xong rồi. Bà giấy tùm xuống ao thôi. Đúng rồi. Con gà nó còn biết mắc cỡ. Nó thấy nó không có cái gì hết trơn. Nó thấy gà trống nó quảng hồn. Nó nhảy xuống nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Tôi nhảy xuống. Bà nhảy cái xuống. Cái tôi chụp bà. Cái bà vuột. Cái tôi chụp một cái nữa. Cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi. Con gà này hình như bà tha lô tình đó đậu. Bà tha lô tình là gì? Lô tình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Gà tha kem hả? Nó không còn gì trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nó thật kem hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi. 15 phút sau thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn.
Bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu vậy đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. Mà đậu ơi, sao? Hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức có đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Ừ. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hộp xuống tôi bắt con gà. Ừ. Xong rồi tôi đứng lên một cái. Trời ơi, đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi, đậu ơi. Trời ơi, tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng mà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm, bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt cái đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông Trường Vũ Sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là Đen ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá à. Ừ. Không dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó, bà biết không? Ngu gì tôi lên. Ờ, đó ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Ừ. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống đó, nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ờ. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tao thấy mấy con cá nó rủ, mày có thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Sao con nàng chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. À. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu? Đậu mất dạy dữ đậu. Trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Ừ. Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi cậu biểu tôi kêu đậu bằng anh. Thế là đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá ha. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha. Tập nhà mà tao đánh mày cho mày coi nha nha. Đó. Ngon quá ha, ngoắt nữa ha, mời vào phải không? Ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha, tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó. Chứ cỡ ông hả, tôi đá một cái hả, ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên, ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi, đứng im đó, tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi, ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ơ. Để coi cái tướng nó ngủ coi sao nha. Chào ô, tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, dám nói chồng con quỷ hả? Đậu, Đen giỡn rồi đậu, Đen giỡn rồi đậu, tha lỗi cho Đen đi đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi đậu à. Đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì? Để Đen vô đậu, để Đen vô. Ê. Gì? Trời đất ơi, cái gì hả? Ừ.
Ừ không. Dạ. Dạ. Ừ. Đại biểu. Chuyện gì? Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa đây. Hết rồi. Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượn á. Én thì nó phải lượn chứ không lẽ én đi bộ. Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó, đậu đi hỏi cưới nó. Khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu. Khi đậu quê quá, đậu quay qua, đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Tôi đi hỏi cưới người ta, người ta chê tôi xấu, người ta không chịu. Tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng, trẻo, đẹp để làm gì thâm đen. Nó thâm đen thiệt không? Thôi đi, ganh tị với con én không à. Con én người ta trắng, trẻo, nó đẹp. Thâm đen là bà, thâm đen là bà. Đâu? Bữa hôm nay bà hết giữ ông rồi, sao ông ngu dữ rồi đâu? Trời trời trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen. Vậy con én nó lên đây nó thăm tôi là thăm gì? Thăm đen. Vậy con kia thăm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Vậy ông muốn tôi chấm phết phải không? Ờ. Ông coi nha. Ừ. Thăm đen đó là chấm nè, phết nè. Ừ. Thăm đen cái nào cũng vậy thôi, cái nào cũng thăm đen thôi. Cứng họng rồi phải không? Hết chảy rồi phải không? Cái nào cũng là thâm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói mày rồi. Tôi nói mày bao nhiêu lần rồi. Nói một thì hiểu mười chết rồi. Ăn cái gì mà ngu dữ rồi trời ơi. Trời ơi, ăn cơm. Trời, bằng miếng răng bằng tôi không? Hả? Trời ơi, tôi miếng răng từ nhỏ tới lớn mà giờ cái răng nó cũng ngọn hết trơn. Cái nuốt cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đầu quánh tôi quá nó lên nó thăm chứ làm sao? À, thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu phải có đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt Hoàng cũng kìa em lắm anh ơi, ông à, có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thể. Bà nói với bà tám. Danh hiệu của bà là bà Tám. Bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa ảnh hưởng dữ vậy trời. Không ảnh hưởng à. Vậy để em qua em nói lại với bà nha. Trời ơi, đứng lại. Nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước đây. Bước ra. Dạ. Ngon quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì chứ. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Không có, không có. Không có chửi, không có em, không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là pẹt pẹt. Cái mặt nó sọc ta rô rồi đó biết không? Sao? Khôn hồn á. Quay xuống. Quay. Khoan ta đại. Không dạ quan. Nè. Bây giờ nha, tôi đếm từ 1 tới 10 nha. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi ha. Bà mà không nghĩ ra hả? Bạc 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 bạc. Còn tôi nữa thôi. Ráng nghĩ ra cách nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Có rồi. Có rồi. Có rồi. Có nói nghe coi. Vậy. Con én nó lên. Đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen, đen làm đậu. Ừ. Là sao? Là bình thường đen nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày cái làm gì? Trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đậu tội nghiệp nó thương đậu thêm thôi. À, giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à phải không? Đúng rồi. Ờ, và bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đậu quýnh đen hoài à. Bây giờ á đen quýnh đậu để cho nó thấy tin đồn của bà Tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha. Đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái tôi trớ mới luôn á.
đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đã. Quan trọng là cái nổi điên á, nếu mà đậu nổi điên lên á, cho Đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho Đen một ngày thôi. Đó là đậu xìu xuống và ngất ngay. À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho Đen một ngày thôi là tôi phải xìu xuống và ngất luôn. Ừ. À, rồi được rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ, đưa đây. Đậu. Hả? Đi vô nhà nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mau lên. Đi vô. Ngon quá. Nói hả, tao quánh mày bây giờ. Đi. Trời, ngon quá. Cho Đen một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi, tao ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quánh mày ba má chẳng không ra cho mày biết đâu mày. Dập trời chim én liền cây này đây trời xanh mây trắng bay nóng bỏ mẹ này có đứa nào ở trong nhà không hả này ơi có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào ôi trời cháu sang đây ôi trời ơi con là đầu đấy hả bố con không báo cho cô biết là bố con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ ôi trời bao nhiêu tuổi rồi con cặp mắt này là của bố này mũi này của bố này mồm này của bố này nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con năm già thế hả chắc là mày bị rú háp rồi này ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con ơi trời ơi thế là bố con à bố con đâu thằng đậu nó xui thế gớm có mỗi đứa con trai mà nó dở người người không ra người khỉ không ra khỉ bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn sao con cứ đơ ra thế cô đang hỏi con đấy à chết keo lúc đó chết nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả ừ. Thế chờ cô tí cô giải quyết cái keo này cho chỉ có nước là keo nó không dính ra. Thôi trời ơi con nào mà con én ôi mày biết cả tên cô nữa à không nhận ra anh sao tao tát cho mày vỡ mồm mày dám gọi anh với ai hả bố mày đâu đậu nè đây là đậu đây là đậu ôi đây là đậu đây không nhận ra anh sao đây là đậu ừ. Thế đâu là đậy trời ơi em ơi em có sao em đậu nè anh đậu à. Sao mau thế mau gì ngày xưa anh như Rambo bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả con Đen nó nuôi anh vậy đó nuôi riết bạn teo lại anh bước ra kia cho em xem trời ơi người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ đậu phải én không phải không én thì chứ còn ai không dám đâu én mà xưa rồi lùng hơn tôi mà sao tự nhiên giờ dài sọc vậy thẩm mỹ sao đi thẩm mỹ viện không dám đâu thẩm mỹ sao kéo dài sọc ra thấy ghê vậy hả ôi gớm anh bây giờ nó làm cái gì không được, nó làm ngắn không được, nó làm dài cũng được, nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu mà. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc vậy nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi đến cái mồm. Em làm hết. Nhưng mà em thôi, ngày xưa là em làm vừa vặn thôi. Không ngờ bố thiên sứ đó cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại nó cứ làm thêm chứ lị nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh mà nhan sắc em nó như thế này nó làm bị nổ tay đấy trời ơi làm anh nhận không ra em ôi phải én đi sao én đây em...
Mày tên gì mày? Tên Yến. Tao tưởng mày tên con rắn chứ. Chào quên mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà. Mày có tin tao quấn mày lời nọc nữa không? Ngồi dậy. Còn thằng kia, nhìn gì mày? Thấy gái là nhìn đúng một bên. Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho Yến ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày... Đi vô! Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời Én ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô! Đi! Nỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con Én nó về tao đánh ba nó mà nhẫn mày không ra nè. Đen, sao tao thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có chứ nó làm gì đánh tao. Có thế à? Ừ. Sao thiếu tướng nó bây giờ cứ coi như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Có thế? Ừ, nó chỉ biết số 10. Có thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 này nó ra nha. 10. Dạ. Tại sao mày trễ 2 nhịp? Tội thế. Trễ 2 nhịp là quýnh 2 cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi thế cho tao 1 cái nữa. Sao mày trễ thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nha. Mời Én ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Ôi anh, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô tiên sư bố thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra mẹ bà chửi một phát nó nằm lăn đủ ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày mẹ, bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao? Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy. Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên. Chứ không có biết chửi, từ xưa tới giờ em hiền như mã sơ. Trái tim em khô khờ. Hiền như mã sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Ừ. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt. Trời ơi, ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Mượn này mày đi chỗ khác mẹ, hai đứa tao tâm sự này. Rồi một cái càng anh cũng dành cho em, còn một cái chân
anh cũng dành cho em nữa. Nín! Mày có tin tà tao cái gì là cháu vô mặt mày không mày? Đâu? Mày ăn lời phải không? Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu được hả? Trời ơi, ơi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh dốt thế? Anh dốt thế là vợ cho anh nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi. Biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? À, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc, còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ, chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói không? Mày nghe không? Nghe nó nói không? Cho em một ngày. Tao hiểu rồi, phải cho một ngày. Nhưng mà mày phải vừa vừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Sắp cảm động hả? Đội sáng cố lên, đội sáng cố lên nhân đậu, cố lên nhân đậu, cố lên đậu. Món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan. Nuốt hết thì hả nói, ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả Đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả Đậu? Tại sao tao kêu nước mắm đun sôi mới được đem ra? Chưa đun sôi, tanh rình ai mà ăn? Thì tanh rình vẫn ăn được mà. Ăn đi, nè. Đó. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nạn nhân. Mũi nạn nhân đang phình to lên chắc là thối lắm đây. Ôi, lưỡi đã thè ra, chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi, có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ, trời, tao giết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi, Cho em một ngày. Mày câm miệng con quỷ. Mày xin hả? Có một tiếng đồng hồ là tao tơ tả mẹ nó rồi. Mày xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Anh Đường. Đường bộ con mày gì? Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như con quỷ. Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Hả? Tao về tao mát tới. Tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống thì sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè. Mày á là chuyên môn vũ phu lắm, mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm. Hả? Mày ăn mày quánh nó hoài đồn tới dưới quê, tía nóng ruột, tía sợ con dâu của tía có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao? Gì bay không à? Tao lên đây tao can tụi bay mà lỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng Đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à? Bây giờ tao về,
tao tơi tả rồi đậu, tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao nhớ, tao đi được 2 tiếng. Giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả mãn 2 đứa bay 2 của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh giờ anh mét tía đó. Tại đậu đó, giờ anh vậy mét tía giờ tính sao đây? Đen. Vậy? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à. Bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu. Đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày đậu cứ làm những cái điều đó với Đen. Chắc Đen buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, 2 đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại đậu không chịu khám phá Đen thôi, chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy bữa nay đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại tôi thám hiểm. Thám hiểm hả? Ờ. Không dễ đâu. Ừ. Đứng lại. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình sâu sao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mang mang như là khói. Tình hoa vào như một giấc chim bao, ố tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng dù. Ôi trời ơi, hết hồn rồi. Từ lúc mua chỗ mua tới bây giờ không biết giật mình bao nhiêu lần, mà không biết con này có gì đâu đẹp, mà ghệ mình đã thích. Mà thấy em thích thì mình chiều thôi. Alo. À Tuna hả? À, anh là Octopus đây. À, cái gì? Xe em bị cái gì? Đứt dây xích beo hả? Hết hồn, tưởng đứt dây chằng chứ. À, được rồi, tới đi, anh chờ em mà, chờ cả đời còn được mà. Vậy đi nha. Trời ơi, khu hồn thiệt. Ủa mà kỳ ta, xích beo mà cỡ này thì bất quá nó giãn thôi, gì mà cắn đứt dữ vậy? Cái này chắc không phải tuna đâu mà là cá mập đó. Không được. Đẹp trai đẹp trai, đẹp trai con bà hai. Yeah. Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời, ông tạo anh ra để sát gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết. Trời sinh con người anh hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết. Anh đâu có bỏ tiền cua gái, gái bỏ tiền ra để cua anh. Anh đâu có cần chạy xe xịn, anh đâu có cần chạy xe nhanh. Một cú phone biết bao người chở, gái phóng xe đến không kịp thở. Mọi thứ đều có ở trong tay, ai biểu mình quá là đẹp trai. Trời ơi, hết hồn mày. Trời ơi, thăm mấy giờ rồi chú? Thời buổi bây giờ ai cũng xài phone hết. Sao mày không lấy ra mà coi? Sao chú biết con không có phone? Con có phone mà con không muốn coi, con sợ nó hết pin. Mày sợ hết pin mà tao không sợ hả? Chú già cả lớn tuổi cần nhiều pin làm gì? Đâu có ai nói chuyện với chú đâu. Sao biết không ai muốn nói chuyện với tao? Chú dòm đi, 1.500 con người ngồi vòng vòng xong trong cái công viên này có ai thèm nói chuyện với chú đâu. Toàn là dòm chú không à. Nhiều lắm là người ta nói chuyện với nhau thôi. Con là con thương chú, con tội nghiệp chú, con mới hỏi chú một câu. Một câu phải không? Dắp. Hỏi lẹ ra mày. Mấy giờ rồi chú? 8 giờ. 8 giờ sáng hay 8 giờ tối chú? Câu thứ hai rồi nha. Tại chú, chú trả lời mà không có tâm gì hết trơn à. Nói 8 giờ mình phải nói 8 giờ sáng hay 8 giờ tối để người ta biết, người ta định hình, chú hiểu không? Bây giờ nói vậy trả lời vậy ai biết đâu không? Trả lời mà không có tâm. Ê,
Mày nhìn kỹ vô mặt tao nè. Ôi trời ơi, lỡ chân lông bự chà bá luôn chú. Con một mụn nữa. Để con nặng chó đấy. Phi dẹp đây. Không thiệt. Mày thấy rõ rồi phải không? Dạ. Vậy là mày biết buổi sáng hay buổi tối rồi. Tại sao? Tại sao trên cuộc đời này có những cái con người mà ăn ít mà nói nhiều như con? Còn có những con người, người ta ăn quá nhiều, ăn quá nhiều bự cho mập thay bự thù lâu, ngồi một đống như bị bệnh tự kỷ vậy. Biến đi mày. Người chứ phải thần tiên đâu kêu biến. Đi đi thằng quỷ. Quỷ nào mà đẹp trai như con? Đẹp trai mới có ghệ thương. Ngó qua bên này có người kết. Ngó qua bên kia có em kia kết. Vừa già vừa xấu ngồi một chỗ không có ai mê hết. Oh yeah, oh yeah. Mới sáng mà công viên thả thú ra sớm mà. Trời ơi, ai đây? Trời ơi, phải là Bạch Tuộc không? Đây là Katuna nè. Ồ, oh, đây Octopus. Ừ. Bạch Tuộc của lòng em nè. Trời ơi, nhìn là muốn tuột. À, khoan chờ chút nha. Khỏi coi hình. Hình ở trong điện thoại với lại hình mà gửi đi rồi vậy đó. Nó photo dữ lắm. Ồ, oh, không, ý anh nói là em đẹp hơn trong hình. Ừ vậy hả? Thôi. Ít quá. Nè. Dạ. Đi đường xa có mệt không? Mệt dễ sọ luôn. Uống cái gì nha? Uống cái gì cũng được. Bông cúc, là hăng quả. Thôi không uống mấy cái đó đâu. Sao nó uống gì cũng được? Nói theo phong trào vậy thôi hà. Nói nghe nè, em coi phim ngôn tình nhiều á, không có nên mà ngồi mà uống những cái thứ nước đó. Mình gặp nhau mình phải uống cái gì cho nó sốc, cho nó bốc. Uống cái gì nè? Rượu mạnh. Wow. Nhìn em chiều cao hơi thiếu mà được cái là gọi là yếu tố bất ngờ. Hay quá. Em nhiều thứ bất ngờ lắm. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Ủa, em có đem ly tao uống không? Thời buổi này ai uống ly y như vậy nóc. Cá tính quá. Đã quá. Đáng lý coi trong phim đó là con có để hai cái nến nữa. Con đem theo không? Không dám đem. Sao vậy? À, hai đứa mình có tuổi ghim hai cái nến là tưởng phúng viếng. Hai bả ơi. Nó không có lãng mạn, nó chuyển qua nó lãng nhắc. Anh thấy lãng xẹt đó. Thì bởi vậy, hiểu nhau rồi đó. Ghét quá. Em làm vậy làm sao? Đánh yêu đó. Oh. Đánh cưng ta. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, quánh muốn xúc đầu nghề luôn trời. Anh lỡ tay. Quánh nhẹ tập lại nè. Hello, hai người đang fall in love. Lại là mày nữa. Tại sao mày ngây quá vậy? Hả? Trời đất ơi, thiếu gì chỗ trong công viên mà không mà đi chơi, mà lại cho mày kiếm chuyện với tao hoài vậy? Em coi nè, cái thằng này đó, đầu tóc thì quái gở, ăn mặc thì quái dị. Nó là nhìn cái anh biết là cái nhà gọi là có mẹ sanh mà không có cha dạy. Nó gọi là cái phường mất dạy đó, hiểu không? Sao mày lì như trâu vậy mày? Hả? Ông có thấy con trâu nào mà biết cầm súng không? Chú lỡ lời. Chú, ý chú nói là con đẹp như thiên thần vậy đó. Thần nào mà cái mặt ác như tôi? Thần chết. Ông muốn chết lắm phải không? À, không có. Ông muốn chết thôi, bên đây đẹp chưa muốn chết. Ôi, lạnh mấy con ơi. Bữa nay chú đi chú không có mặt tả. Làm gì là liên quan đến cái tả? Lạnh cái đó ướt quần à. Ở đây công viên, ngồi chút nó khô. Chú bị bệnh tim, con đừng có chĩa súng vô mặt chú. Chú sợ chú đứng tim chú chết đó.
Vậy thì đỡ tốn viên đạn. À đúng rồi, chú ngồi còn có bệnh kinh niên nữa. Bệnh trĩ. Bây giờ ngồi yên chỗ được đâu, chú phải đi, đi tới đi lui. Thôi chú đi nha. Đừng lại. Đứng thẳng lên. Thẳng không được. Thẳng lên. Sao nãy nói thẳng không được? Lạnh là nó thẳng à. Kỳ vậy. Người ta lạnh là người ta quéo, sao không lạnh không thẳng được hay vậy? Chú cũng không biết. Nó với cái gì mà ông thẳng được vậy? Nó chĩa súng hay là... Cậu ơi, cậu chĩa giùm cho tôi thẳng luôn đi cậu. Trời, bà thẳng sao bà lố quá vậy? Bị gì em thích súng. Đứng ra. Ông, móc tiền ra đây. Cậu, cậu à, cậu còn trẻ, tại sao cậu không đi học cho đàng hoàng trở thành người tốt? Đi ăn cướp có ngày vô tù khổ lắm. Cái gì? Ông định dạy đời tôi đó hả? Ông không phải là cha của tôi. Đừng có giáo dục tôi. Mệt quá à. Ông chĩa đâu, chĩa một chỗ thôi. Chĩa tùm luôn, biết súng nào là súng nào. Bộ tuổi ông còn có súng hả? Còn bà kia bà làm gì vậy? Sẵn dịp tập thể dục luôn, tập dịch chân kinh. Tập khỏe lắm, dịch chân kinh khỏe. Tôi bắn cho bà thần kinh luôn nha. Đứng lên. Đưa tiền ra đây. Dạ. Hồi sáng đi nhà băng rút có 130 đô à. Sao có 130? Dạ, 100 này là để tính vụ gái vô motel. Trời ơi. Còn 30 này sau khi đi motel xong, tôi tính đi ăn miếng thịt bò cho nó bồi bổ sức khỏe. Nói vậy là cái hàng này là hốt free hả? Ủa, bà vậy là tình cho không biếu không hả? Dạ không, nhiều khi bên đây thối ngược nữa. Trời. Cái tuổi này là bây giờ nó khao khát lắm. Rồi đấy. Dạ dạ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Dạ, tưởng cậu tiếp. Tiếp trọng viên đạn bây giờ. Dạ dạ dạ. Đây. Cậu à, cậu còn trẻ mà, cướp mấy cái người ít tiền như tôi đâu có lợi đâu. Muốn cướp phải không? Tôi chỉ cho mấy người này giàu sang, cướp cái là vô mánh luôn. Đây nè. À, cướp những người mà ngồi hàng ghế VIP, tóc bới cao, make up lộng lẫy, đeo đồ trang sức sáng chói. Ngồi kế bên có bạn là chủ thẩm mỹ viện. Cướp vậy mới là cướp. Bà Thúy, chủ trung tâm Thúy Nga. Mày khùng hả? Cướp bả chắc cuốn sao có tao với mày. Thì thôi đi. Cướp cái người này cũng sang lắm nè. Đó. So hot. Sao nãy bà nói lạnh? Nãy nói cái súng lạnh thôi, còn du là so hot. Đẹp trai quá. Trời sanh ra để đi ăn cướp hay sao? Cái mặt thần thái lắm. Thiệt, ông trời ông cho hết trơn à. Cho vừa thứ trời đất ơi. Cái mặt cầm cái súng thấy cưng không? Thôi quay thẳng mà dễ lấy hình à. Trời ơi. Nhìn mặt y như cái ông xăm bông vậy đó. Hả? Ông gì? Cái ông đóng vai chánh trong 007 á. Trời ơi. James Bond. À ai biết đâu, nhớ bánh mì xăm bông thịt bò. Trời ơi. Cái mặt đẹp máu ông trời đất ơi. Anh đẹp trai. Trời ơi. Em không có tiền. Bây giờ bà xưng em với tôi luôn. Bà ném về em của má tôi đó gì ba. Sao biết tôi thứ ba? Có coi phim của ba Sài Gòn chưa? Rồi. Tôi của ba Vĩnh Long. Trời ơi. Có liên quan gì? Tưởng cùng quê. Quê tôi với Bến Tre. Bến Tre hả? Ừ. Bến Tre xuống Vĩnh Long có 1 tiếng đồng hồ hả? Trời đất ơi, Đồng Hương, ra mua vé về đi chung nha. Đi đây.
Bà xạo xạo hoài nha. Không có. Nha. Không có. Bà diễn nữa nha. Không có diễn. Không có tiền thiệt. Sao không có tiền? Móc ra đây. Không có nhiều thì cũng phải có ít. Có 13 đô hả? Gì mà có 13 đô? Mua đi chơi với trai đâu có ai cầm tiền. Không tin hỏi mấy chị ở dưới đâu. Đi chơi với trai để trai nó lo. Thiệt. Nhưng mà tại sao có 13 đô? Cầm theo 13 đô để mua thuốc ngừa thai. Uống không ngờ sợ cứng chữa. Tuổi của bà còn trứng để đẻ hả? Hơn xui. Mà nó xui nhiều hơn hơn. Tôi không có giỡn với bà nha. Không nói thiệt, có sáng nào cũng ăn hụt gạp la hai trứng đó. Cầu cho nó có trứng. Cậu chỉ nào, cậu chỉ chỗ, cậu chỉ qua chỗ lại bắt tôi lé tội nghiệp. Không có giỡn gì nha. Không có giỡn, ai giỡn đâu nè. Trời đất cơ, cái tay cầm súng tay cưng quá cái thằng. Thiệt cái cốt này, cốt anh cướp hay sao á nha. Nó làm gì cũng được hết trơn đấy cưng. Không có. Bếp làm nè. Không thù. Không thù. Thằng nhỏ đấy cưng sao. Thầy, cái nắp đèn cướp sức cái gì mà thơm quá vậy. Bà ngồi đó. Bà đó nha. Đừng có mơ ước. Tôi là tôi chỉ có cướp tiền, không có cướp sắc. Sao vậy? Vì tôi đã có sắc rồi. Cái gì vậy? Hồi nãy uống rượu xỉn. Xỉn quá mày. Xỉn quá cường câu. Về thôi, có nhậu vẹt vậy quá. Về thôi. Nhậu à. Về xỉn quá. Lại. Tôi bắn liền bây giờ nha. Không có giỡn nữa hai ông bà nha. Nha. Nhất là bà đó nha. Bà diễn sâu lắm nha. Tôi rành bà lắm nha. Nãy bà chạy chiếc Mercedes 2018 tới đây đúng không? Sao hay vậy? Tôi hửi được mùi ghế da mới. Ông chạy chiếc Corolla tới đây đúng không? Sao bà biết? Tôi hửi được mùi da móc. Ông chạy xe năm mấy vậy? 1983. Trời ơi, 1983 là Thúy Nga ta mới ra cuốn đầu tiên. Nay ta kỷ niệm 35 năm rồi mà ông chưa mua xe mới nữa cha. Vậy mới là classic. Là xe cũ hả? Ừ. Lạ hả? Ừ. Để ra coi xe làm sao coi. Ra tôi dẫn bà đi. Đừng lại. Nó nhớ dai quá vậy ta. Nhúc nhích một lần nữa là tôi bắn thiệt đó nha. Đừng có nhúc nhích nha ông. Đi là đi thôi, đừng có nhúc. Lại. Đi đâu? Chút nữa tặng cho cái hộp quẹt với 2 lít xăng. Chị ủa chi vậy? Đốt mẹ nó chiếc Corolla đi. Thời buổi này ai chạy Corolla đời 1983 ông nội? Ờ, cha nội này thiệt, chạy chiếc xe tàu lao. Ăn cướp nó còn chê nữa. Bà! Đưa chìa khóa đây. Chị phá gì vậy? Chị phá nhà hay chị phá trái tim em? Bớt giỡn nha. Súng nha. Phá xe đó, mới mua Mercedes 2018. Ngồi im, không được nhúc nhích. Dạ. Nghe chưa? Trời ơi, nó làm gì vậy? Nó lướt vô như Michael Jackson. Ổng mà còn sống chắc ổng buồn dữ lắm. Sao vậy? Nó lướt y như con đuông dừa. Xấu quá. Ừ. Sao lẽ vậy? Ra liền đi. Vô. Ồ, mới đây hiện hồn hả Michael? Trả lại nè. Sao vậy? Sao không cướp xe tôi đi? Ra ngoài đó mới sực nhớ cảnh sát mới bắt hôm qua tịch thu bằng lái rồi. Ủa? Ủa? Sao sống có pháp luật cái gì? Mình ở Mỹ mà. Lái xe là phải có bằng lái. Mình phải tôn trọng luật pháp. Ê, gì? Ăn cướp mà có tôn trọng luật pháp. Đúng rồi. Ăn cướp là cái sở thích. Nói nghe nè, lái xe thì cần phải có bằng lái, chứ lái máy bay không cần bằng đâu. Tôi không có muốn lái máy bay. Bà bớt diễn. Ăn cướp là mình phải bắn người. Bắn ai bây giờ? Bắn ai? Bắn ai? Ông bà mình có dạy. Kính lão đắc thọ.
Vậy là nó, vậy là bắn người về à? Bà làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Không nghe. Tiền con nít là đâu ra vậy? Dạ em á, em mới sinh, mới con tháng tuổi bắn mấy con già này nè. Bà bớt có đóng hoạt hình nha. Ngồi yên tại chỗ nha. Thọ là đây rồi. Cái gì vậy? Tôi có ý kiến. Thời bây giờ mà nói kính lão đắc thọ là xưa rồi. Mình đang ở Mỹ thì phải sống theo kiểu Mỹ. Người Mỹ có câu Lady first, shoot her. Bắn em thiệt hả? You right. Đúng. Ủa ổng đâu rồi con? Cha già mắc dịch đâu rồi? Ủa đâu? Mới đây mà má. Mới đây đâu rồi? Ủa cái gì nè? Để nè má. Ra đây. Ra đây. Ủa ra đây. Không ra được. Sao ra? Ướt quần rồi. Ra đây. Ướt quần cũng ra đây. Cậu ơi. Nói má rồi, má thấy không? Ba cái thứ tình cảm mà quen trên mạng này không thể nào mà tin được mà má không nghe lời con. Ủa cái gì? Cái gì má con ở đây? Má thấy đi. Ai đây? Má thấy không? Trong cái lúc sống và cái lúc chết mà mới thấy mới lòi ra cái khuôn mặt chuột của ổng. Cái gì vậy? Tại sao là má con? Con trai của tôi nè. Tại nó không tin tôi. Nó nói là tôi quen mấy người đàn ông trên mạng đó là không có chắc chắn. Ra tôi mới nói mới ra thử ông á. Mà tôi nói anh nghe nè, tôi sai rồi. Sao sai? Nếu mà một người đàn ông lấy một người phụ nữ tuổi này là biết chắc tôi đã gãy đổ rồi. Mà đặc biệt những người single mom như tôi á, anh lấy anh chấp nhận. Trước tiên của người phụ nữ có con là anh phải thương con tôi. Anh phải thương con tôi mới lấy anh. Anh là một thằng hèn. Tôi sai. Má sai rồi con. You fail. Về má. Tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng ra đây chờ Thu Na mà chẳng thấy bóng em ở đâu. Thu Na, anh đã chờ em một tháng rồi. Anh sẽ chờ em một tháng, một năm, một đời anh. Chú. Ủa con. Chú. Con khỏe không? Trời ơi, này chú biết hỏi thăm người khác luôn ha. Con đừng có mỉa mai chú mà. Chú biết chú có lỗi. Má con sao rồi? Má con có khỏe. Má con không khỏe hả? Sao vậy? Má con cả tháng nay ôm cái con thú nhồi bông xanh của chú tặng đó, khóc hoài. Chắc là nhớ chú phải không? Không. Ôm con thú nhồi bông nó thấy ghê quá sợ khóc. Sao bà không quăng đi? Tại má con thương chú. Chú biết, chú đã gọi điện thoại và nhắn tin cho má con rất nhiều lần mà không thấy hồi âm. Chú buồn lắm con ơi. Cả tháng nay chú muốn bệnh luôn. Con biết. Nhìn thấy chú hôm nay ốm nhom mà lòi hai cái lỗ tai ra luôn. Con biết chú thương má con nên con mới ra đây con kiếm cách giúp chú á. Nhưng mà má con bây giờ sao rồi? Má con giờ thì cũng... yếu lắm hả? Yếu lắm. Đừng lo. Đây, con cầm cái này về đưa cho má con uống. Có cái gì vậy chú? Sugoi Fukadan. Đặc chế từ các loại nấm thiên nhiên của Nhật Bản. Có thể phòng chống ung thư, tai biến, đột tử, đột quỵ, cao huyết áp. Ồ, có hai dạng, dạng nước về nặng, dạng viêm. Rất dễ uống, đặc biệt chỉ có Trung tâm Thúy Nga độc quyền phần phổi. Trời, chú làm chú như quảng cáo vậy chú. Tao quảng cáo mà.
Gì hả? Chắc chú vô được một khúc ha. Ừ, nhớ xúc chi, à. Nhớ chi cho hai má con tụi con. Được rồi. Mọi con sẽ suy nghĩ cách làm sao giúp cho chú. Ê, đây, nghĩ vậy nói liền cho chú. Đây, để, cách nào, để, cách để, nào. Để con suy nghĩ cách nào đây để mà gặp. Bây giờ để con, đừng có để con suy nghĩ lại. Để... Hả? Để, gì vậy? Vậy con, bộ ăn cướp bạn con hay sao Diễm nữa hả? Đâu có. Sao? Chú ơi, thần thái này là cướp thiệt đó chú. Vậy? Dạ. Ê, trời ơi, đừng đánh đó, đừng đánh đó. Dạ, dạ, tiền đây. Dạ, tiền đây. Dạ, 130 đô. À, chú cũng còn giữ 130 đô. Có ý định đi motel với má con hả? Đúng rồi con. Điện thoại. Dạ, ôi, điện thoại em. À, anh cướp đẹp trai ơi. Điện thoại này của má em tặng lúc lễ tốt nghiệp, anh đừng có cướp. Đừng lấy điện thoại của nó, lấy điện thoại của tôi nè. Trời ơi, cậu ơi, điện thoại của tôi tải nhiều game lắm. Em mốt cậu vô tù có thể chơi giải trí mà. Không là cái ông hả? Mày hả mày? Mày hả mày? Ủa? Sao tàu đá nó có một cái mà nó lăn dữ vậy? Chắc muốn kiếm tiền thêm bảo hiểm á. Chú ơi chú, nó nghe này chú. Chú làm mà chú đánh tên cướp dữ vậy chú? Nó bất tỉnh luôn rồi chú. Nếu mà nó mà chết là chú ở tù á. À đúng rồi. Thôi bây giờ mày gọi 911. 911 đi, chú sẽ hô hấp nhân tạo đó. Đi đi. Tuna. Tại sao là Tuna? Trời ơi, I kill my baby. My God. Trong giây phút kia tay, tim mơ nguyện ghi lời thề. Ta xa nhau muôn dặm dài, nhưng có nhau kề. Dài bên dài sát cánh, gian nguy vẫn không rời. Nín đi anh chị. Trời ơi, anh chị tưởng mình là Thanh Sang Thanh Nga hả trời. Ông bà là ném về Thanh Xà Bạch Xà. Đứng lên. Gì vậy? Trời, chú. Má. Gì? Chuyên môn làm lố. Diễn thiệt là sâu luôn. Con biết là má có vỏ nhưng mà má làm nó quay vòng vậy rồi chú sợ rồi sao? Ủa? Chuyện này là sao? Tại sao má con lại là dễ ăn cướp? Này là kịch bản của má con đó. Muốn thử lòng chú nữa đó. Gia đình của con bộ quen với Nguyễn Ngọc Ngạn hay sao mà viết nhiều kịch vậy? Phải, ý là má con muốn thử chú là thật sự là một tháng nay má con muốn nói là coi như giờ nếu mà thử chú, nếu mà chú mà thương con một là sẽ thương má con 10. Nói nghe nè, tôi biết ông chờ tôi đây 1 tháng chứ, tôi ra vô tôi thấy hoài á, tôi về tôi coi tiểu sử của ông rồi, ông là người tốt, ông phải người xấu. Bây giờ tôi với ông già rồi, ráp lại làm bạn, tôi thử ông một lần nữa coi có thương con trai tôi không. Ông thương nó thì tim tôi cũng sẽ để đây. Rồi là tim sao? Con cũng để đây. Ồ, nói gì là chú có vợ mà vừa có con nữa. Hay quá. We are family. Bán nhà hả ưng? Nhà đấy bao nhiêu tiền? 42 tỷ á. Ừ, mày để ông nội mày ăn đi nhá. Tổ sư không ai xem, đói thối cả mồm ra, bây giờ còn giới thiệu nhà đất. Pháp sư Trần Phiếu Diêu đâu rồi? Ui, nó đòi tiền nhà rồi. Pháp sư Trần Phiếu Diêu. Đúng rồi,
Mới bước vào đây là tôi nghe cái mùi nhang khói rồi. Đó, đây đây đúng rồi, bàn thờ đây, bàn thờ đây. Đây chắc chắn là nhà của Pháp Sư Trần Phiêu Diêu rồi. Dạ, em kính mời luật sư chị vô ạ. Tôi đây. Luật sư. Bà làm cái gì cứ sồn sồn lên thế hả? Ủa vô nào vậy? Tôi đã nói với bà rồi, bà muốn ly dị, bà cứ tìm tới văn phòng luật sư của tôi, bà ký một phát là xong. Chứ tự nhiên bà tìm tới nhà Pháp Sư làm cái gì? Ủa bây giờ ly dị thì cũng phải từ từ chứ. Trời đất ơi, chồng tôi sống bao nhiêu năm nay rồi mà cả năm nay ổng mất tích, thì bây giờ tôi muốn biết là ổng còn sống hay là ổng đã chết. Mà chết thì phải thấy mặt, còn sống thì phải thấy xác chứ, đúng không? Tôi là luật sư chứ không phải pháp sư. Nhưng mà chồng bà mất tích một năm như thế là mất xác rồi. Cái gì? Mất xác rồi hả? Nhưng mà chưa có chết. Bị điên hả? Mất xác mà chưa chết là sao? Bà không hiểu gì hết, là đàn ông với nhau ấy, cái kiểu mà đi một năm mà không liên lạc với vợ là chắc chắn bị con bồ nhí nó bỏ bùa, nó bắt xác rồi, hiểu chưa? Trời ơi, hồi nãy nói người ta là đừng có tin vô ba cái vụ bùa ngải, mà giờ nói vậy đó, hai lời quá hả? Cái đấy là tôi nghe người ta nói thôi chứ tôi đâu có tin đâu. Tóm lại hôm nay là bà kêu tôi tới đây nhằm mục đích gì? Cầu hồn chồng tôi. Bà điên hả? Bà gọi hồn chồng bà lên mà kêu tôi là luật sư tới làm cái gì? Ủa, tới là phải có công chuyện để làm chứ. Anh làm gì? Anh làm luật sư đúng không? Thì anh phải có mặt ở đây. Đó, rồi một lát nữa cầu hồn chồng tôi lên, xác chồng tôi nhập vô, rồi lúc đó chồng tôi muốn cái gì, ông nói cái gì thì ông phải ghi chép lại, để mai mốt tôi làm di chúc thì có người làm chứng chứ. Bà bị dở người hả? Cái di chúc với ai người ta chứng? Bà nghĩ thẩm phán là Diêm Vương hay phán quan hay sao mà chứng cái di chúc gọi hồn đấy hả? Tôi mà đưa cái di chúc người chết lên khai như thế là người ta tước cái bằng luật sư của tôi luôn đó. Rồi giờ có làm không? Thì làm mà làm nhưng phải cọc đi. Cọc gì? Nãy giờ có ai làm gì đâu cọc. Tôi nói bà cọc bao giờ, ý là bà cọc tiền cho tôi để tôi xử lý cái vụ ly dị của bà này. Thôi không có cọc gì hết trơn á trời á. Tôi là tôi rất là giàu có cho nên đừng có sợ gì hết trơn trời nha. Làm xong đi hết một cục rồi tôi đưa luôn. Chứ tôi này giờ tôi không có thích cọc. Vậy đi, đừng có làm tiền tôi. Có làm được gì đâu mà tiền này, bạc. Này bà khép ngay cái mồm lại nhá. Bà nói làm tiền. Tôi nói cho bà biết luật sư Trần Trừng Trị này làm tất cả công việc là vì cái tâm là chính. À vậy thôi tôi cảm ơn. Còn tiền là chính xác. Rồi rốt cuộc cũng là tiền đúng không? Chứ sao nữa, tôi là luật sư chứ có phải nhà sư mà không cần tiền hả? Thì có tiền thì nói đại đi. Nãy vô nơi nó nói vòng vo tao rất mệt muốn chết luôn à. Cuối cùng ấy em. Trời ơi, hết hồn hết vía vậy cha. Ở đâu ra vậy? Bây giờ bước ra đây thì cũng phải nhấn chuông, còn thôi gõ cửa chứ. Còn thôi phải lên tiếng chứ ra như vong vậy trời. Bà câm mồm nha. Bà vào đây là nhà tôi nha. Bà không bấm chuông, bà không gọi cửa nha. Không ai mở cửa, bà sòng sọc bà vào. Hai đứa đứng chửi nhau như mổ bò ấy này. Mời ngồi. Nhà tôi thích ngồi đâu tôi ngồi. Mời ngồi. Dạ. Đến đây có việc gì? Dạ tới gặp Pháp Sư Trần Phiêu Diêu. Em đây. Ôi dồi ôi, chị gặp em là đúng rồi. Pháp Sư Trần Phiêu Diêu hả? Trần Phiêu Diêu là em đây. Trời đất ơi, thương lắm nha, mê lắm nha. Không không không, mê cũng phải giữ đàng hoàng. Tôi ủ trinh tiết này lâu lắm rồi. Không phải thầy ơi, thầy biết sao không thầy? Hồi nào tới giờ con mới được nghe cái tiếng của Pháp Sư Trần Phiêu Diêu, mà ngày hôm nay con mới được gặp mặt. Trời ơi, mừng quá. Thầy ơi, dạ, con đây, con tới. Thế hôm nay đến làm gì? Dạ con tới nhờ thầy cầu hồn chồng con. Cầu làm gì? Cái vong đây nó ngồi đây rồi. Này, ông ăn nói cho nó đàng hoàng nhá. Tôi là luật sư, tôi ăn nói nho nhã nó quen rồi. Vong nào đây? Ông nói cẩn thận là không còn răng đấy nhá. Tôi xin tự giới thiệu với ông, tôi chính là luật sư Trần Trừng Trị. Còn đây là bà Diễm, thân chủ của tôi nhá. Dạ. Vâng. Luật sư Trần Trừng Trị. Thế hôm nay bà đến là để gọi vong cho chồng bà gì? Dạ đúng rồi thầy. Thôi làm thủ tục đi. Dạ làm thủ tục ghi chép gì đây? Vào việc ngay. Dạ ghi gì? Tiền. À. Đặt tiền lễ chứ. Dạ. Yên tâm thầy, cái gì chứ, tiền là con nhanh lắm, đây. À, này. Gì? Hồi nãy tôi kêu đặt cọc thì không chịu đặt, bây giờ ông kêu đặt phát là đặt luôn là thế nào? Ủa cái nào thì ra cái đó chứ. Trời đất ơi, bây giờ mình cọc cái khúc bên đây trước đi, rồi lát tôi cọc cái khúc bên kia sao? Ủa hay, bây giờ mày có tin nào là răng môi mày lấn lộn trước tao không?
Đây là tiền lễ mà. Người ta đang đi làm lễ. Đây đây đây, dạ dạ dạ, đây em gửi thầy. Dạ đó. Cảm ơn. Dạ. Này, tôi nói cho cậu nghe nha, tiền này là tôi cúng thánh, tôi không ăn. Cúng thánh cúng thần nha, ăn gì ở đây? Tiền cúng thánh cúng thần. Đây này, ông nhìn bàn thờ đây có cái gì trên cúng cho thánh không? Hoa không có, quả không có, à đây có vài bông hoa loe que, lại còn hoa giả nữa chứ. Này cái thánh cúng thánh nào anh? Tổ sư này mà một tháng không có người xem tao cúng vào đâu. Lấy cái gì mà cúng cúng vào con mắt mày à? Ủa một tháng này ế lắm hả thầy? À không, cúng xong là dọn luôn. À cứ mỗi lần khách đến cúng xong là mình dọn xuống luôn. À, mình hạ ngay. À, à, hạ ngay rồi mình tán lộc ra. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi thầy. Tôi chứ... yên tâm đi, bà đến với tôi là đúng rồi, tôi làm vì cái tâm mà. Dạ dạ. Ôi rồi ôi, làm vì cái tâm. Tôi nói cho bà nghe, trên đời này chả có thằng nào làm vì cái tâm hết, tất cả là làm vì tiền hết. Sao không biết? Giống như tôi nè. Đấy, đấy, nhớ mồm mà đúng nha. Thế đây này cũng làm vì tiền thì đây cũng làm vì tiền thì sao? Này, nhưng mà tôi khác, tôi nhận tiền là tôi bảo vệ thân chủ của tôi cãi vì cái lẽ phải chứ không như ông nhá. Rồi, thì rồi. Tôi kêu vong lên nó cũng nói lẽ phải đây đây. Này, rồi. Ông nhận tiền người ta rồi xíu ông kêu vong thì vong nó không lên, ông có trả lại tiền cọc cho người ta không? Thế rồi. Bây giờ ông cãi cho người ta đưa tiền cọc cho ông cãi thua người ta, ông có trả tiền lại cho người ta không? Eo ơi, này đừng có động chạm vào nghề nghiệp của nhau nhá. Này thế không muốn người ta động chạm đến nghề nghiệp của mình đừng động chạm đến người của người ta nhá. Tôi có động chạm với nghề nghiệp không? Mới động chạm với nghề nghiệp của tôi. Thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi. Ông qua đây, qua đây. Luật sư, bây giờ tôi nói cho anh nghe nha, luật sư là chỉ có tiếng nói ở trên tòa án thôi, còn ở đây là cái chỗ tâm linh là thuộc về tòa sen rồi. Để cho thầy làm ăn được không, đúng không thầy? Dạ lại thầy. Dạ dạ. Dạ mời thầy làm ạ. Rồi, dạ. Mời vào. Dạ dạ. Ngồi đi. Ngồi không phải đi. Việc của mình mà. Thế ghi tên tuổi chồng có vào đây đi. Rồi tôi làm sớ gọi vong luôn. Dạ 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 thầy ạ. Dạ. Dạ chưa? Dạ rồi thầy ạ. Con gửi thầy, con ghi đầy đủ rồi thầy. Rồi tôi làm luôn nhá. Dạ dạ dạ. Ờ có cho phép con thôi thắp hương đi, gọi ông một tiếng đi rồi tôi làm luôn. Dạ dạ. Ai. Chồng ơi, hôm nay em đến đây thắp hương giái chồng. Giái chồng phù hộ cho em. Eo ơi. Dạ. Bà mới mở mồm mà nói cái gì đấy? Giái chồng tôi. Trời đất ơi, ngay trước bàn thờ cho linh thiêng mà sao bà có thể nói cái câu đấy hả? Nó nói cái gì? Nó nói cái gì mà làm sao mà nói lại được? Ủa, nãy tôi nói là giái chồng phù hộ cho em. Con lại bố nha. Cái đấy là tiếng vùng miền của người ta, đấy là van vái đấy ông ạ. Và... sao không nói là khấn chồng đi, nghe cho nó rõ ràng. Khấn là vùng của mình. Mình vái là vùng trong này. Vái thì phải phát âm rõ cho vái chứ, nghe giật hết cả mình à. Thì ta đã bảo ngồi yên cơ lại. Trời ơi, giái chồng tôi mà cũng không yên nữa. Thôi hả? Gì kỳ vậy trời. Mời bà ra đây. Dạ. Bà ngồi một lúc là bà đứng ở đây một lúc là ô uế hết cả bàn thờ thôi. Dạ. Đây, tôi làm luôn nhá. Dạ, dạ thầy. Phụng cống hoàng y tu tiết đàn duyên cầu vong nhập xác. Tuế thư nhâm dần niên kiểu nguyệt thập bát nhật. Nguyên liễu Việt Nam quốc, Phú Yên tỉnh Đông Tác huyện, đệ tam xã. Y vu tệ xá pháp sư Trần Phiêu Diêu. Gia chú Trần Thị Diễm bảng mệnh sinh ư đinh mùi niên. Hành canh ngũ thập lục tuế, thỉnh vong linh phu quân thế danh Nguyễn Văn Cù. Cù là có nhiều cù lắm đấy. Hả? Nhiều cù hay nào? Tôi nói mà. Có mỗi một cù thôi. Không, cù là có nhiều cù lắm. Ta nói có mỗi một cù mà sao nhà mày có mấy cù? Này, tôi là luật sư, tôi nói là phải rõ ràng. Cu có nhiều cu, nó không may khi không gọi hồn cu này rồi cu kia lên thì sao?
Trời ơi, chưa gì mày thọc vào mồm tao. Cái này có ngày năm sinh tháng đẻ đây nha, có đúng tên cũng khác, cũng khác năm sinh nha. Đúng rồi, tôi ghi có đúng. Người ta đang đọc mà. Thôi ngồi vào đây luôn đi. À, dạ dạ dạ. Hôm nay cứ không ai động chạm đến mày, mày cũng thò thò mõm vào. Nghe thấy thì phải nói chứ. Chế Như Bính Ngọ Niên, ngày 9 tháng 9 1966, hành canh ngũ thập thất tuế. Trời ơi anh ơi, cu lên rồi anh ơi, cu lên rồi. Cu bên đây mới lên, bên đây không lên nhá. Cu lên rồi. Cu. Trời ơi cu ơi, em nhớ cu quá cu ơi. Cu ơi, một năm nay rồi em không nhìn thấy mặt cu, cu ơi. Hả? Trời ơi. Cu lên có nghĩa là chồng tôi chết rồi hả? Cu chết rồi mà còn lên được thế mới tài với lại. Mẹ tao tao. Ôi. Anh. Chồng ơi. Anh cu ơi, em nè, em là vợ của anh nè, em là Diễm nè. Chị Hai à. Hả? Chị nhì lộn người rồi. Em không phải là chồng của chị. Chị, ủa không phải là... Em là em chồng của chị đây. Em chồng? Không phải anh cu hả? Em với anh cu là hai anh em sinh đôi. Trời. Khi cha mẹ sinh hai anh em ra đều đặt tên Nguyễn Văn Cu, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng em chỉ sống có một tháng rồi em lìa xa cõi đời. Chắc là gia đình mình sợ buồn cho nên không nhắc. Bây giờ em về đây để em gặp chị. Thầy ông kêu hay quá trời hay luôn à. Trời ơi, kêu kêu cô anh mà cô em lên. Trời ơi trời, trời ơi. Đó, hồi nãy tôi đã nói là cu có nhiều cu lắm mà không, pháp sư không tin. Đó, bây giờ này, kêu mà hai cu lên chưa? Này, tôi nói là cu này này, có cu gáy này, cu ngói này, rồi cu Pháp, cu Đức này, cu Malaysia này, cu Hà Lan này, tóm lại là nước nào cũng có cu. Không, tôi nhớ. Ông này nói đúng, ngày xưa cha mẹ để phân biệt là kêu anh hai là cu gáy, còn em là cu ngói. Đúng rồi, ngày xưa là ba mẹ chồng tôi là thấy chồng tôi khó nuôi cho nên đặt tên là cu gáy đó, hai gáy đó. Dạ. Ủa em ơi, vậy bây giờ em có gặp anh em không? Em không có gặp được anh hai. Chắc là anh hai còn sống cho nên em không có gặp được. Anh hai còn sống hả? Ở chồng chị còn sống. Bây giờ anh ở đâu? Thì sao vậy? Chị Hai ơi, visa có hạn. Em không ở trên trần gian lâu được nữa. Em phải đi rồi. Ủa, khoan. Nhưng trước khi đi, em muốn dặn chị Hai cái này. Chị nghe. Chị Hai. Sao? Có đơn phương ly dị, kiếm cái văn phòng luật sư khác. Cái thằng quỷ này, cái mặt nó không có tin tưởng được. Chị nghe em đi, nó quỷ ma lắm. Nói cái gì đấy hả? Này, thầy ba mà anh nói như thế hả? Thầy ba mà này, ông nói văn phòng luật sư đều làm ăn không đàng hoàng hả? Cái gì đây? Cái gì ông chửi tôi kinh đây? Ông mới nói bà này là đi tìm văn phòng luật sư khác, cái mặt tôi không có uy tín xong nhá. Ô, tôi có nói đâu. Ôi mồm mới nói xong mà. Không, tôi không nói. Ông nghe giọng gì? Giọng nam. Giọng nam đâu phải tôi. Vong nói. Không phải tôi. Vong nào nói mất dạy vậy hả? Thì em tôi. Vong em rể tôi mà. Kỳ cục mà. Vong bà đúng vừa rồi. Gọi lên mà. Đúng rồi, vong đó, vong. Tôi có nói làm gì? Không phải thầy nói đâu mà. Không phải thầy nói đâu. Nha. Trời đất ơi, con cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà con biết là chồng của con còn sống. Dạ con xin tạ lễ thêm. Dạ con xin tạ lễ thêm ạ. Dạ, ơi, dạ này, cho con này. Gửi ạ. Dạ. Này. Hả? Bà đừng có nói là nãy giờ bà tin nhá. Tin chứ sao không tin. Gọi cô anh mà cô em lên mà tin hả? Bây giờ con phân biệt cô anh cô em, miễn cô có lên là được rồi. Trời đất ơi,
thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, bây giờ gia đình tôi hạnh phúc rồi, chồng tôi về. Tôi cũng cảm ơn thầy nhiều nha, chồng cũng còn sống. Vâng, chào chị. Về nha thầy. Ê, ê, dạ. Ê, ê. Thế còn cái đơn ly dị xử lý xong rồi con ký rồi con đưa tiền cho tôi chứ? Khùng quá, ký gì? Bây giờ chồng tôi còn sống rồi ly dị gì nữa, thôi hủy hợp đồng nha. Con cảm ơn thầy. Dạ, dạ. Ê, ê, ê. Bà hủy hợp đồng này hợp đồng thế nào? Ông có khép mồm lại không hả? Không. Ông cười cái gì đấy? Ta thích ta cười. Ông có tin ông cười nữa tôi kêu Bolit bắt ông không hả? Mời mày. Tao rước mày mời Bolit vào đây đấy. Này thằng con tao nó nói từ bé tới đây này. Nó bảo là luật sư này, bác sĩ này, gọi thì còn có bằng để rút. Còn làm pháp sư như tôi á, bằng chó đâu mà rút. Gơm. Ông hay lắm. Không hay mà người ta mang tiền đến. Mà ông cứ đợi đấy nhá. Tôi nói cho ông nghe, ông là chỉ có qua mặt để những người nhẹ dạ cả tin thôi. Còn có luật sư như tôi, ông đừng có hòng qua mặt tôi mà buôn thần bán thánh nhá. Ta buôn thần bán thánh lúc nào? Hả? Ta buôn thần bán thánh lúc nào? Mày vào đây mày có thấy cái hình thần, hình thánh nào ở đây không? Mày muốn thì mày ra ngoài chợ ấy, nhiều cái tiệm nó buôn nó bán ngoài đấy kìa. Ta có bán buôn gì đâu. Này, nói như thế nha, thánh vật phải chết. Ui rồi, thánh vật chết này, tôi nói cho ông nghe, ông đừng có hù tôi. Cuộc đời luật sư Trần Trường Trị này không biết sợ ai trên đời này nhá. Rồi, gơm. Dạ anh nghe vợ ơi. Ui rồi, anh đây. Ừ, ba tê của lòng em đây. Ui rồi ôi, em nghe ba tê nói này. Ừ, nãy giờ anh đi gặp thân chủ, chứ có đi đâu đâu. Em ơi, sao động một tí mà em to tiếng như thế? Hả? Cái gì? Tiền nhà, tiền nước, tiền con học á hả? Không, à, bây giờ em có tiền em ứng trước đi, rồi có gì xíu anh về anh đưa tiền sau nhá. Hả? Em mà sao động một chút xíu là em đòi đánh anh là sao? Trời ơi, cả ngày em chửi anh giờ còn đòi đánh nữa. Hả? Ly dị á hả? Anh lạy em, anh van em đừng có ly dị. Cái gì? Đánh xong ly dị hả? Trời ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Tôi là luật sư, tôi chưa biết sợ ai, chưa biết sợ ai. Alo, anh ơi, vợ đây. Kinh thật. Đúng. Cái đấy là tôi nể vợ thôi nhá. Sợ bỏ mẹ mặt xanh gì đít nhai rồi. Thôi đi về đi, đây ông xong việc rồi. Ông không cần phải đuổi, tôi tự biết tôi về nhá. Về, 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 ở đây không tiếp nhá. Mất mối làm ăn. Gơm. Này, có thật là ông gọi được hồn không? Bây giờ tự dưng mày vào mày hỏi tao làm gì? Nói thật là hồi nãy là tôi vào là tôi không có tin, nhưng mà thấy ông gọi anh cu em lên hay quá, bây giờ là tôi bán tín bán nghi rồi đấy. Không ấy, bây giờ ông gọi hộ hồn cho tôi được không? Thích gọi luôn. Ừ, tại nói thật với ông là như ông nghe đấy, tôi có bà vợ ấy, dữ dằn quá, ở với bà mà tôi sợ chết quá luôn. Chửi xong có lúc còn hai cứ đuổi đánh nhau không à. Mà ông biết đấy, tôi là luật sư mà tôi cãi không lại bà ấy luôn mới đau chứ. Ừ. Không ấy, bây giờ tôi lâu lắm chưa có một người để tâm sự ấy. Ông gọi hồn lên cho tôi tâm sự nhá. Được thôi. Ừ. Thì cứ làm thủ tục đi. Thủ tục gì? Tiền. Cúng thánh mà. Gọi hộ là cúng tiền hả? Gọi hộ làm sao hộ được. Thế mày có cho tao nước bọt hộ không? Thế bớt một nửa được không? Không, giá niêm yết bớt gì. Còn tiền nào? Triệu hả? À mà này, là như hồi nãy là xíu cái hồn nó lên là nó cũng sẽ nhập vào xác của ông á hả? Đúng rồi. Eo ơi, nhập vào xác người khác được không? Sao thế? Tôi đang cần người tâm sự, mà bây giờ nó nhập vào xác ông, nhìn cái mặt ông nó hãm lắm, không tâm sự được. À, muốn nhập vào người khác cái gì? Muốn nhập người khác thì tiền lên gấp rưỡi. Lên thì nhanh thế. Thế bỏ thêm, bây giờ tao hỏi mày thế mà nhập vào thẳng ta, tao không phải cần phải đi xe xăng cộ gì cả. Nhập vào người khác người ta phải xăng cộ chứ. Bỏ thêm thì gọi, không thêm thì thôi mang đây, về. Đây, đây, được rồi, 500 nữa nhá. Rồi, tôi ghi tên vào đây. Gọi ai thì ghi vào đây. Gọi vợ cũ của tôi đi. Ừ. À mà thôi, không, 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 không. Sao đấy? Không, không, xé nhá, xé coi như chưa nói gì nhá. Ừ. Con vợ cũ còn giữ hơn con vợ bây giờ nữa. À thế à? Nó đánh liên tiếp luôn nữa. Nghiệp mày nặng đấy. Hả?
Vợ bây giờ là còn có cãi được, con vợ cũ ngày xưa ấy là không mở mồm. Gọi ai? Đây đây vợ, gọi à. Gọi bồ lên nhá. Ừ, ai cũng được. Mối tình đầu nhá. Ừ. Đây. Rồi. Thế gọi luôn nhá. Ừ. Ấy luật sư Trần Trưng chỉ. Này, 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 này. Cái gì? Hồi nãy tôi mới đưa thêm tiền là để hồn nó nhập vào xác khác nhá. Ông dùng mình như này là hồn nó nhập vào xác ông nữa hả? Ô tiên sư mày, cứ phải vong nhập mới dùng mình à? Nãy giờ ta lạnh ta mắc thiểu ta dùng mình được không? Cứ mày vô duyên đi. Vào luôn. Ai đấy? Đấy, nó nhập vào đấy. Nhanh thế hả? Ui, tao hú cái có ngay. Ba Tê. Trời ba Tê ơi. Ba Tê gọi đúng tên tôi là đúng mối tình đầu của tôi rồi. Bởi vì cái tên Ba Tê này là chỉ có những người thân thiết với tôi mới biết thôi. À, nickname ông là Ba Tê à? Đúng rồi. Ui giời ơi, ông ơi, bây giờ tôi biết tên ông Ba Tê rồi. Mai mốt tôi ăn bánh mì, tôi không cần Ba Tê. Kinh lắm, nhìn ông kinh lắm. Ba Tê, bánh mì nè. Ờ, đấy, ơi. Ăn bánh mì không thế này lại ngon này. Bánh mì là phải có Ba Tê. Ồ. Ăn vô một cái là mê em liền. Trời ơi, đúng là bánh mì của anh đây rồi. Ba Tê em ơi, của em. Em còn nhớ cái gì vậy? Cái gì vậy? Mới gặp anh móc cái gì? Ai móc cái gì? Móc cái gì anh móc cái gì ra? Don't move. Don't move anh móc cái gì? Anh móc đầu hàng cái gì? Anh đầu hàng cái gì? Không, đây, không. Cờ trắng là đầu hàng rồi. Đầu hàng hồi nào? Chứ cái gì đây? Cái này là cái khăn kỷ niệm của hai đứa mình mà. Anh định móc ra cho em xem nhưng có móc cái gì đâu. Khăn kỷ niệm gì? Kỷ niệm của hai đứa đó. Chiếc khăn tay mẹ may cho em. Trên cành hoa mẹ có thêu con chuột. Ơi, con chim. Ông nói thêu con chuột. À thế à, con này trời cũng quái ơi, đúng đấy. Rồi, đúng rồi. Em xin lỗi chuột của em. Đứng lên em xin lỗi anh. Trời, bệnh nghề nghiệp á. Anh mà cứ sáp sáp vô vậy là em sẽ hành động ngay. Ủa vậy hả? Anh đừng có làm vậy nữa. Em sợ nha. Bệnh nghề nghiệp là sao? Ngày xưa còn sống em có làm cái gì đâu. Anh mới chơi không mà. Đó là hồi còn sống thôi. Nhưng mà khi xuống dưới đó, bây giờ em có công ăn việc làm ổn định lắm. Ủa dưới đấy em đi làm luôn hả? Dạ. Dưới đấy em làm cái gì đấy? Police. Dưới đấy cũng cần police hả? Ở đâu chả cần police. Đúng. Ở trên trần này á còn ít. Ở dưới cô hồn các đảng nhiều, còn cần gấp mấy lần police cơ. Rõ ràng. Anh biết không, em làm police ở dưới á, lương cũng ổn lắm. Trời ơi, công việc cũng nhẹ nhàng, bởi vì em mới chần chờ em không đi đầu thai đó. Vậy hả? Thấy em ở dưới đấy có công ăn việc làm ổn định, anh cũng mừng quá. Thì bởi, anh biết không? Ừ. Ở dưới đây em đi làm á, em mua nhà nè, em mua xe nè, em xây dựng tổ ấm huyên ương của hai đứa mình nè. Anh biết không? Hình anh, tên anh em để sẵn, để kế bên hình em, tên em. Trời ơi, em nghĩ ngày mình đoàn tụ là hạnh phúc lắm. Anh, không mấy mai anh xuống ở với em nha. Đấy, đấy. Điên hả? Được đấy, ta thấy thần sắc ông là đi là được rồi đấy. Đi. Điên hả? Anh ơi. Ông xuống với ta đi. Điên à? Tôi trên này còn vợ còn con nó xuống sao được? Cái gì? Chết mày. Rồi mày cũng anh nói xuống. Cái gì? Không, anh lỡ mồm thôi. Anh còn vợ còn con anh nữa. Anh còn vợ còn con anh nữa, giờ anh kêu tôi lên đây làm cái gì? Trời ơi, không phải mà, ý anh lên đây là để tâm sự thôi, em bình không, tĩnh mà. Anh đừng gạt tôi, Trời ơi, chết rồi. Chết thằng được nào. Nếu anh không muốn xuống, vậy thì tôi sẽ bắt anh xuống. Tôi sẽ bắt cả hồn lẫn xác của anh. Trọng mù. Em ơi, đừng bắn anh em ơi. Trọng mù. Trọng mù. Ủa em đang ở đâu vậy? Chết mẹ rồi. Ủa hai người là ai vậy? À cháu ơi, cháu đi nhầm nhà rồi. Ủa trời ơi, hồi nãy đang đứng toilet xếp hàng get like dài ơi là dài ngoài, sao tự nhiên ở giờ ở đây vậy? Thôi bây giờ con đi ra đi get like tiếp đi nha. Trời ơi,
đã xa đã lạnh rồi đứng xếp hàng mệt muốn chết, nó về ba ra xếp hàng lại từ đầu hả? Ừ. Kỳ quá, kỳ quá hả? Trời ơi. À, trời ơi, đường nào đây lạ quá. Ôi, sợ quá, sợ quá, sợ quá. May là dưới đấy nó làm bolit đấy. Dưới đấy mà nó làm lính đặc công là nãy giờ đánh tôi chết rồi đấy. Mẹ tao cũng chết theo. Con bồ mày khiếp quá. Ôi ôi. Người yêu mày hãi hùng quá. Thôi xong rồi đấy, về đi, thỏa mãn rồi gì? Chưa. Ô. Nãy giờ đã tâm sự đâu lên, nó đánh nó đạp không à? Thằng này có cái thú lạ nhỉ? Không. Thú đau thương đấy. Bây giờ về là còn ấm ức lắm. Không ấy, gọi cho tôi người nữa đi. Gọi nữa à? Mối tình thứ hai. Thôi cũng được, thôi tôi làm phúc cho. Nói chung là tôi cũng muốn làm phúc. Thế bây giờ bỏ tiền vào đi. Mới mở mồm ra nói làm phúc cho mà. Thế làm phúc cũng phải có ăn mới làm phúc chứ. Không có ăn tiền đâu ra làm phúc. Bỏ tiền đi. Cứ bỏ ra 500 nữa nhá. Rồi, đằng này được rồi. Ghi tên vào đây. Ghi mà nhầm nhé, tao gọi con khác là bị chết đấy. Thôi, thằng này không nhầm được. Con này là con nào đây? Này tên Huệ. À, là cái gì của ông? Đây mối tình thứ hai, hiền dịu nết na. À. Thỉnh vong chân à, thị Huệ à. Hiền à, ngộ à, nhập. Trời ơi, về tới quê hương rồi. Em về tới quê hương rồi. Trời đất ơi, quê nhà em đây nè. Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới về lại quê hương đó. Trời về làng quê, sao mấy năm xa xôi mắc dịch. Con đường năm nào, giờ hai bên bóng gió tràn lan. Thôi! Này, mày cũng chơi hệ này à? Ông bị điên à? Này là ở đâu vào ấy chứ làm gì mà tôi gu mặn thế này? Em nói hai anh nghe đừng bất ngờ. Em mới qua Bangkok em chuyển giới. Trời mới chuyển xong, người còn nhất chỉ còn hở luôn chứ bộ. Đi ngang nhà tính về ngủ, mày dông dí nó réo hay sao? Xác em, xác đồng, xác hội như cái công viên vậy đó. Ai muốn vô, vô, muốn ra, ra hả? Nó nghe đang cầu dông phải không? Đúng rồi. Cầu lẹ đi, dông xếp hàng đợi em không đó. Thôi, đừng nhập. Nhập xong rồi. Muộn. Ông điên là nhập này thì tâm sự làm sao được hả? Ông nhìn cái này mặt làm sao tâm sự mặt này. Mặt này muốn tâm thần luôn á. Cuộc đời mày đen lắm con ạ. À. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bây giờ không muốn nhìn mặt tôi, nhìn mặt nó cũng được. Không nhìn mặt ông còn đỡ hơn nhá. Không. Không ấy ông cho nó hồn nó nhập không? Ông nói quá, người ta đã thẩm mỹ rồi này đấy. Mắt đẹp này, mũi đẹp này, điện nước đầy đủ này. Đấy, chỉ có răng là hơi thừa tí thôi. Thầy, thầy nói cái xác mà cái dông nó cũng bực nghe thầy. Con rút răng phóng nát bàn thờ nhà thầy nghe. Anh Bà Tê. Đấy rồi, đúng luôn rồi, đúng Bà Tê luôn rồi. Đúng này, Huệ đây rồi. Thôi bây giờ ấy, nhiều khi lúc nãy có tôi ở đây người ta ngại ấy, người ta đánh đập ông. Còn bây giờ thôi đứng đây, tâm sự đi, tôi vào trong. Khi nào có chuyện việc gì cứ gọi tôi nhá. Trời ơi, ông ơi không được đâu, ông phải ở đây với tôi. Tôi Bà Tê này không thể tâm sự với Bà Đê này được. Đấy, này nó mà nghe được một cái ông chết nát xương. Cứ tâm sự đi nhá. Có gì cứ gọi ơi. Anh qua đây với em. Thôi anh đứng ở đây cũng được em ạ. Từ dưới địa ngục lên mệt lắm nghe không? Qua đây chơi với em. Thôi anh đứng ở đây cũng được. Qua đây. Thôi. Qua đây. Ui dồi ôi. Ôi. À. Luật sư gì lì dữ vậy mày? Ở bển ôm nhôm mà. Đây điện nước không ôm. Cái xác này mới sửa xong nó ngon cơm lắm. Như cái bếp vậy đó. Hai bếp ga nè thấy không? Không ấy em cười mà em khép hết cái mồm lại được không? Đừng để hở 10 hàm răng ra được không em? Anh ơi, ơi. Em nói anh nghe nè. Nhiều khi nhờ cái xác này mà miệng em miệng anh mới khớp nhau đó anh. Anh khớp chưa? Không. Thôi anh. Em ơi thôi. Thôi. Anh chưa quen với lại cái xác này em à. Anh kỳ quá.
Nay kêu lên đây nhớ em phải không? Anh kêu em lên đây để tâm sự. How are you? I'm fine. And you? Em gay. Không. I'm good. I'm good. Em lộn cái xác này nó mới chuyển giới em bị liệu. Em good. Good hả? Anh khỏe phải không? Anh khỏe. Em khỏe chứ? Khỏe sao không khỏe? Eo ơi em ơi, em có phải là phụ nữ 100% mà em khỏe như con trâu đấy em? Anh ơi, em biết rồi anh ơi, em phụ nữ 100%, mà cái xác thằng này 50-50 anh ơi, em không cản được cái lực của nó. Thôi xin lỗi anh, lại đến nói chuyện đi anh. Nhớ em thiệt phải không? Anh nhớ em nhiều lắm. Dạ, em nói thiệt em cũng nhớ anh dữ lắm luôn đó. Ở dưới đấy em có gặp vợ anh không? À, vợ anh phải không? Ừ. Bà chết mấy năm rồi. Đúng rồi, vợ cũ anh đó. Bà sắp đầu thai rồi. Vậy hả? Nhưng mà không có gặp. Vợ lớn anh đã tầng 5, em ở tầng 18 lận. Em làm gì mà ở sâu thế? Trời ơi, cái tội giật chồng ta ở sâu lắm anh ơi. Thiệt. Sâu lắm. Em sâu. Bao nhiêu việc ở dưới đếm không làm, em đi làm nghề giật chồng là sao? Trời đất ơi, giật chồng là đam mê em mà anh. Má ơi, em nói anh nghe, đáng lẽ em được giảm án lâu rồi đó, mà chứng nào tật đó, cứ mỗi lần mà địa ngục tháng 7 ngày rằm đó, mở cửa ngục cho cô hồn lên giật cô hồn, anh nhớ không? Mấy con bạn em đó, đứng giật cô hồn, đứa giật cóc nè, giật ổi, giật mía, giật heo, giật gà. Em đâu thèm giật, đứng canh giật chồng ta không hả? Trời ơi. Đẹp á, đáng lẽ giảm án mà vì cái đó mà chồng chất tội đó. Hả? Em ở địa ngục tới giờ sắp có thẻ xanh rồi đó anh. Hả? Em ơi, nghe anh nói này, em đừng có đi giật chồng người ta nữa, cái đấy không có tốt đâu. Anh ơi, anh em dành trọn đời để giật chồng người ta mà anh. Má ơi, trời đất ơi, đi vui thấy bà luôn biểu ngừng. Em nói anh nghe, không phải muốn giật là giật đâu nghe không. Giật chồng mà năng khiếu trời ban, thông minh dữ lắm mới có gan giật chồng. Giật chồng đâu phải nằm không, phải hỏi han ngắm nghía nhà chồng người ta. Vợ nó hung dữ mình né ra, vợ nó khờ khờ chút mình tha về xài. Mà giật chồng đừng giật lâu dài, mình giật ngắn hạn để khỏi ai nghi ngờ. Thà sống một kiếp bơ vơ, xài chồng thiên hạ xây tua cho đỡ ghiền, anh hiểu không? Nhưng mà em nói anh nghe, cái gì cũng có quả báo. Em chốt thêm câu cuối, giật chồng sống sướng như tiên, lúc chết xuống dưới nằm nguyên con trong chảo dầu. Thiệt. Ôi, em ơi, em giật chồng tâm huyết như thế này, em ở tầng 18 là chưa có sâu đâu. Chứ tầng mấy anh? Em phải ở tầng 108 nhá. Hèn chi, hôm bữa với lục đục xây dưới rồi đó anh, chắc dành riêng cho em quá. Trời ơi, nhớ anh dễ sợ luôn á. Anh cũng bắt đầu thấy nhớ em rồi đấy. Em méo đầu thai mấy lần rồi chứ bộ. Mỗi lần Diêm Vương kêu ra xử, mình tao giật chồng phải xử ba mặt một lời. Vợ lớn anh bên đó, em bên này, thiếu mình anh thôi đó. Anh chết lẹ đi em, đầu thai sớm sớm. Thôi anh lại em. Anh lại em nhá. Anh chưa chết được đâu, anh còn nhiều thứ trên trần gian lắm. Vậy bữa nay lên á, có gì cho em không? Anh lên đây tâm sự thôi. Mày rảnh mày? Tầng 18 lên đây tâm sự với mày hả? Ủa thì hai đứa lâu ngày không gặp nhau, thì hôm nay gặp được thầy Pháp rồi kêu đây hai đứa tâm sự. Em buồn anh dữ lắm luôn đó anh. Từ ngày em chết đó nghe, hồi lúc còn sống á, anh cho tiền em shopping hoài hà. Từ ngày chết mấy năm nay, mỗi lần đám giỗ không đốt gì trơn trọi á. Bạn bè, gia đình em đốt quần áo nè, tivi nè, tủ lạnh, máy giặt, nhà lầu, xe hơi. Anh không đốt gì trơn. Ê, bây giờ trên này iPhone mấy rồi anh? iPhone mấy rồi? iPhone 14. Quê mùa. Ở dưới địa ngục xài iPhone 19 rồi. Ai 19 rồi hả? Cái màn hình của iPhone 19 nó bự như màn hình LED vậy đó anh. Mỗi lần ra đường đâu có xách theo được, mướn xe tải chở điện thoại theo đó. Màn hình bự lắm, mỗi lần bấm nằm ngửa ra lấy chân ấy 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 nó cũng chạy nữa. Chỉ có điện có loa nó hơi bự, mỗi lần gọi điện FaceTime á, cả tầng 18 nghe chung vậy đó anh. Mày mốt đốt cho em cái Bluetooth đi, nói chuyện cho kín đáo. Vậy hả? Không cần không cần, đốt cái cây mà, cái cây ở dưới trên đây kêu là cái cây live stream á. Cây live stream làm gì? Em review địa ngục. Trời đất ơi, em tạo TikTok nha. Em review chảo dầu nè, review cháo lú nè. Chỉ cần mà hàng đầu trâu mặt ngựa nó xuất hiện một cảnh thôi, triệu view một clip đó anh. Thôi được rồi em ơi. Được không? Thôi cái này từ từ để anh đốt. Bởi vì là nói thật với em là
Bây giờ ở trên này không có tiền, tiền cà phê, tiền thuốc lá, tiền ăn này còn không có dư mà tiền đâu mà mua đồ đốt cho em. Mày không có tiền cầu vong lên chi mày? Mày rảnh không? Ủa cầu lên để tâm sự mà. Tao đâu có rảnh. Tôi đang chịu tội dưới tầng 18 này đây. Tôi đút lót mỗi tầng chút chút mới lên gặp mày được. Mày không đốt tiền không chơi gì, xuống dưới sao được nữa mày? Ủa sao lên trên này tâm sự mà sao đòi tiền thế? Cho em tiền đi em đi shopping. Cho làm gì có tiền nữa mà cho. Thí dụ giờ không đốt, đưa em tiền mặt đi em xài cho. Đưa tiền mặt tiêu sao được? Nhập vô cái xác này cả đời xài luôn. Được không, có tiền không? Anh không có tiền mà. Cho em tiền không, đi. Không có mà. Đưa tiền đây đây. Mày cút đi. Trời ơi, đây là vợ đã đòi tiền rồi, giờ vong lên cũng đòi tiền nữa. Cái người sống đòi tiền, giờ người chết cũng đòi tiền. Kêu lên chi, đuổi gì đuổi tà, đuổi vong vậy? Cô là vong mà tôi phải đuổi chứ. Bây giờ cô có đi, tôi đạp một phát là cả xác lẫn hồn là đi luôn nhá. Thôi đưa tiền cho em đi mà. Đã nói là không có tiền mà đưa lại tiền hồn. Đi. Không có tiền, xuất hồn đi, xuất hồn đi. Tao không xuất. Xuất đi. Không muốn xuất là xuất liền được hả? Trời ơi, pháp sư ơi. Ê, cho em tiền đi anh. Trời ơi, pháp sư ơi. Ai? Cứu luật sư với. Nói nghe nè, ổng không cứu đâu, chỉ có chú Ngạn cứu được anh thôi. Trời ơi, chú Ngạn ơi, cứu con. À. Cái xác này ghê quá. Anh nè. Anh. Anh ơi. Nó đi chưa? Ba, xong rồi, quơ tiền. Này, sao mày sắm bộ đồ kinh thế? Mày... bóng ngang ngửa bộ phi bóng của ba đó. Mày có BD thiệt không? BD giả thôi, làm theo kế hoạch của ba mà. Ba chọc mày thôi, đây, quảng tiền đây quảng. Là của con nhá. Yeah. Rồi xong rồi đưa con bạn gái mày luôn. Đây, bạn gái, đi rồi, biết đi, rồi. Đi xa rồi, à. Xa rồi bác. Đấy. Con này hôm nay diễn cũng tốt lắm đấy. Dạ. Thế bây giờ cứ chia nhau. Mai mốt đây tao giới thiệu mày sang Thúy Nga diễn. Ôi giời, chị thiệt các bạn. Trời ơi. Ngon, dạ. ngon. Anh, coi như là từ nãy giờ anh và tất cả mọi người trong tiết mục đã thể hiện lại những vai diễn mà chỉ là một phần nhỏ trong những vở kịch mà chú Ngạn viết đúng không anh? Đúng rồi. Cái vai Pháp Sư Trần Phi Diêu này á là chú Ngạn viết cho anh rất là lâu rồi. Và khán giả cũng nhớ cái vai diễn Trần Phi Diêu này rất là nhiều. Đó là trong cái vở là Âm Dương Đôi Đường. Dạ. Còn vai của Mạc Văn Khoa là do anh Kiều Linh đóng. Và luật sư Trần Trường Trị. Và còn nhiều cái kịch bản khác nữa. Dạ, còn bản thân em thì hết sức ấn tượng với vở kịch Con Sáo Sang Sông. À, còn con thì con ấn tượng với lại vở kịch là Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền ạ. À, còn trong ký ức của con còn nhớ nữa mà là một vở kịch Thà Ăn Mày Hơn Ăn Cướp. Dạ, yeah. Mình còn có chung một mái nhà Trẻ Mãi Không Già và rất nhiều nữa. Nhưng em nghĩ đêm nay, dầu rằng mọi người nói là giả từ sân khấu, nhưng em nghĩ vậy nè anh, nghệ sĩ thì có thể là có tuổi, nhưng mà sức sáng tạo của nghệ sĩ chứ không có tuổi đâu anh ha. Đúng rồi. Ngày hôm nay á, là chúng ta giả từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn, nhưng chúng ta vẫn muốn đón nhận những tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ. Và những cái kịch bản thật là ấn tượng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ, em chắc chắn với anh, với mọi người là dầu rằng chú Ngạn giả từ sân khấu, nhưng tác phẩm và nhân vật mà chú đã cống hiến cho sân khấu thì không bao giờ giả từ tình thương của quý khán giả. Yeah.